theo lý thì nên là vậy, nhưng mà nếu luận tình, hoàng hậu chắc rất hận thần thiếp. Người có giải áo này nhẹ chút mặt hình ấy, người làm bao nhiêu chuyện sai trái với lương tâm, trong lòng người phải rõ hết chứ. Hoàng hậu lòng dạ tà, tàn hại hoàng hậu. Từ hôm nay không cho phép bước khỏi cảnh nhân cung điện.